Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn xem cái queo gỗ hay là còn gọi là cái dòng chạy gỗ cho chuột hamster nha. Thì cái sản phẩm mà dòng chạy gỗ này thì mình đã ngưng bán cũng khá là lâu rồi, hình như là khoảng nửa năm rồi đó các bạn. Và hiện tại thì mình đã bán lại nha. Đây, cái dòng chạy gỗ này thì mình thấy khá là các bạn khá là thích. Thì cái loại này mình đã làm một mớ rồi và bán được rất là nhanh. Một hai ngày đó là các bạn ghé shop mình lấy rất là nhiều rồi. Mình thấy các bạn rất là thích luôn. Và hôm nay thì mình đã làm ra số lượng cũng khá là nhiều nha. Các bạn nào cần mua hàng á thì có thể inbox vào Facebook của mình nha. Hiện tại trên Shopee với lại chiếc web của mình thì mình chưa cập nhật kịp. Các bạn nào cần mua những cái đồ chạy mà bằng gỗ như thế này thì inbox vào Facebook giùm mình. Mình sẽ chốt đơn lên bill và sẽ gửi hàng cho các bạn nha. Rồi, ở đây mình sẽ có hai phiên bản, một cái là loại lớn. Loại lớn thì cái đường kính của nó là, bây giờ mình sẽ đo cái đường kính dòng chạy của nó nha. Đây, đây là loại lớn nha các bạn. Cái đường kính thì mình tính theo là cm nha các bạn. Đường kính của nó là khoảng là, mình tính ở bên ngoài luôn đi, bên ngoài cái vảnh gỗ luôn, là hơn 14cm một tí nha các bạn. Mình cho chẵn là 14 nha. Đây, bắt đầu từ con số 0 qua tới đây là hơn 14, khoảng 2mm thôi. Mình tính chẵn là cho 14cm đi. Đó. Thì đối với kích thước này thì mình thấy là mấy con dòng chuột nhỏ chạy rất là ok luôn, chạy thoải mái luôn. Thậm chí là bia mà size nhỏ nó chạy vẫn ok luôn nha các bạn. Rồi, và cái chiều cao tổng thể của cái chiếc queo size lớn này là bao nhiêu, mình sẽ đo để cho những bạn nào mà có nuôi hồ kính hoặc là thùng nhựa đó, thì các bạn có thể là cân đo đong đếm để mà mua về để vào vườn nha. Cái chiều cao tổng thể của nó là 18cm. Đấy, nó hụt khoảng 2mm tí nha các bạn, nhưng mà mình cho là chẳng 18 đi. Các bạn đo cái chiều cao cái thùng nhựa hoặc là cái gọi là cái hồ nhà các bạn á, các bạn đo. Rồi, và đối với cái queo size lớn này á thì nó chỉ nhỏ hơn cái queo size đại. Đây, queo này là queo nhựa size lớn dành cho bia nha các bạn, bia chạy được luôn. Cái queo này á thì cái đường kính của nó là 15cm. Đây, 15cm nha các bạn. Đó, là cái đường kính của queo nhựa này. Queo nhựa này thì quá quen thuộc đó đối với các bạn rồi. Thì nó lớn hơn cái queo gỗ này 1cm thôi à. Đấy, vì thế là những bạn nào mà nuôi bia á thì queo gỗ xài vẫn khá là ok. Đó, cũng ok luôn. Còn cái về cái bề dày của chiếc queo nhựa này là khoảng là 8cm nha. Khoảng 8cm, nó hụt khoảng 3mm một tí. Còn cái bề dày của queo gỗ size lớn này là 600cm chuẩn luôn nha các bạn. 6cm đủ luôn á. Đó. Thì bề dày thì nó cũng nhỏ hơn cái queo nhựa đại 1cm. Đó, nói chung là nó nhỏ hơn khoảng 1cm tất cả. Thì các bạn có thể xem kích thước cái chuồng của bạn và các bạn có thể cân đo đong đếm để mà mua, để mà vừa với cái chuồng của bạn để mà các bạn có thể cho con chuột bạn chạy nha. Đấy, đây mình sẽ để gần cho các bạn xem. Đó, đây, hai cái, nó kích thước nó cũng xem nhau. Nhưng mà bạn nào mà thích đồ gỗ thì mua đồ gỗ, còn bạn nào thích đồ nhựa thì mua đồ nhựa. Ngoài ra nữa thì mình sẽ có một cái size nhỏ hơn. Đây, cái size này thì khoảng 11cm thôi các bạn. Để mình lấy cái thước mình đo cho nó chính xác hơn, các bạn xem nó rõ hơn nha. Đây, cái đường kính của queo size nhỏ này là từ con số 0 bên này, là mình tính luôn cái dành ngoài nha các bạn. Đấy. Qua bên này là gần 12cm, nó hụt khoảng 2mm thôi các bạn. Mình cho chẳng là 12cm đi ha. Đó. Thì cái queo này thì nó nhỏ hơn, dành cho những dòng chuột nhỏ thôi nha. Và cái đường kính của chiếc queo gỗ size nhỏ thì nó tương đương với cái queo mà kèm theo lồng, mà khi mà các bạn mua lồng á thì trong cái lồng, trong combo lồng nó sẽ tặng kèm theo một cái queo nhựa nhỏ như thế này. Thì kích thước đường kính của nó là tương đương, xem luôn. Đó. Đó, mình để như vậy cho các bạn hình dung rõ hơn nha. Còn chiều cao thì nó cũng thấp hơn cái queo lớn kia khoảng 1cm thôi các bạn. Đó. Rồi, cái dòng chạy nhỏ này thì tùy theo các bạn thích mẫu nhỏ thì mua loại nhỏ. Còn cái loại lớn thì hamster nó sẽ chạy thoải mái hơn nha các bạn. Còn cái loại nhỏ này thì những con chuột nào mà nó mập quá thì có thể là chạy nó không được thoải mái cho lắm. Nếu được thì bạn bỏ thêm 5.000 nữa mua cái size lớn luôn nha. Đó. Đây.
À, mình quên nói giá, bây giờ mình báo giá luôn là cái size lớn này là 40.000 một cái, còn cái size nhỏ là 35.000, và giá hiện tại khi việc mình đăng video này lên là ngày 28 tháng 4 là giá của hiện tại nha, còn sắp tới khoảng một tháng hoặc là nửa tháng nữa thì giá có thay đổi hay không thì mình sẽ cập nhật chi tiết ở trên web. Hoặc là các bạn muốn biết giá chi tiết á, thì các bạn có thể inbox vào Facebook của mình, Trang Đá Thú Cưng đó, thì mình sẽ báo giá chi tiết cho các bạn. Giá hiện tại size lớn là 40, size nhỏ là 35. Rồi, và cái này thì mình có hai phiên bản nữa. Một cái là mình có phủ lớp keo bóng nha các bạn. Đây, cái này có phủ lớp keo bóng, và một cái thì không có phủ lớp keo bóng. Và cái loại mà phủ lớp keo bóng á, thì sẽ giúp cho chiếc queo nó xài nó bền hơn. Khi mà con chuột có đi vệ sinh đồ ở trên mấy cái thanh gỗ của các bạn, đây ở trên mấy chỗ này nè, thì nó rất là dễ bị dính dơ, cho nên là cái loại mà phủ lớp keo bóng á thì nó sẽ hạn chế cái việc mà cái nước tiểu của hamster nó thấm vào cái đồ gỗ đối với những con chuột nào mà nó hay đi vệ sinh bậy bạ đó các bạn. Còn cái loại này thì cái loại thường thôi. Cái đối với cái loại mà có lớp keo bóng phủ bên ngoài thì mình sẽ tính thêm 5.000 nữa nha. Còn cái loại cơ bản thì giá vẫn 40.000 một cái. Đó, cái loại nhựa này vẫn vậy. Bạn muốn lấy cái loại có phủ lớp keo bóng thì thêm 5.000 nữa. Đó. Rồi. Và đối với cái đồ gỗ này các bạn thì nó khá là dễ bị gãy, cho nên là những bạn nào mà mình gửi hàng xa á, thì mình sẽ cố gắng gói hàng kỹ nhất có thể. Nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì mình sẽ không có lường trước việc mà hàng nó bị va đập hay là gì. Cho nên là nếu như mà có bị gãy thì các bạn mua keo nha. Đây. Ở đây thì mình đang xài keo con gấu này. Đó, các bạn có thể ra những cái tiệm sắt á, các bạn mua một chai keo loại tốt, dán nó mới dính nha các bạn. Còn bạn mà ra tiệm tạp hóa, nhiều khi người ta bán keo giá rẻ hoặc là keo nó không chất lượng thì dán không bao giờ dính. Đó, bạn lưu ý với mình keo mua keo loại tốt nha. Ở đây có cả tem chống hàng giả luôn nha các bạn. Thì nếu như nó bị gãy thì các bạn mua keo dán sắt, các bạn về các bạn dán lại giùm mình. Đó, thường đồ gỗ mà nó gãy là nó gãy ra từng miếng thôi. Ví dụ như cái đồ chạy này thì nó sẽ gãy ra từng miếng nhỏ nhỏ thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì nhiều. Các bạn mua keo về dán là nó sẽ ok là hết. Thì mình nói trước luôn là mình nếu như là nó có bị gãy thì các bạn dán lại giùm mình và mình sẽ không có đền nha. Đấy, đối với đồ gỗ này mà nếu như mà mình đền nó là mình đền đến lỗ vốn luôn các bạn. Đó, thì thế là các bạn cũng thông cảm giùm mình, nếu như có bị gãy thì các bạn mua keo và dán lại và xài bình thường nha. Rồi, ok, đồ gỗ này thì mình thấy có rất là nhiều bạn thích luôn, tại vì thứ nhất là thấy nó khá là đẹp và nó để vô chuồng thì nó sẽ sang hơn đối với những bạn nào mà xài hộ kính rồi đó, chuồng mà rộng rãi hoặc là thùng nhựa rồi đó thì các bạn có thể để vào và cho mấy con chuột chạy. Chính giữa thì mình có trang bị cho mỗi chiếc queo này là một cái mặt đạn, cho nên là quay rất là im, khá là im luôn. Nhưng mà cái này là đồ làm thủ công bằng tay hoàn toàn, cho nên là nó cái dòng chạy của nó thì đôi lúc là cũng có một vài chiếc nó bị lỗi là nó quay không có đều, cho nên là các bạn cũng thông cảm nha. Cái này là đồ làm bằng thủ công. Còn về gỗ rồi thì mình đã mài, đã bào cho nó nhẵn hết rồi, cho nên là khá là an toàn cho mấy con chuột của bạn trong quá trình mà nó chạy nha. Mình làm những cái tấm, những cái miếng gỗ nhỏ như thế này đều luôn, chứ mình không có thêm những cái thanh gỗ tròn chính giữa nữa nha các bạn. Thanh gỗ tròn thì nhiều khi con chuột có đi nó sẽ bị cấn cái chân và dẫn đến bị gãy chân. Mình sẽ làm đều như thế thì con chuột nó chạy nó sẽ im hơn nha. Rồi, các bạn nào cần mua những chiếc queo gỗ như thế này thì inbox vào Facebook cho mình trước nha. Rồi khoảng ngày mai gì đó mình sẽ cập nhật ở trên Shopee và web cho các bạn vào tham khảo giá như hình ảnh chi tiết luôn. Rồi, và mình quay video sau thì mình gửi y như vậy thôi. Chỉ có một cái là sợ nó bị gãy thì các bạn mua keo về dán giúp mình thôi. Đó. Rồi, và video của mình đến đây cũng sẽ kết thúc nha. Hôm nay quay video thông báo mình bán cái đồ gỗ này về rồi. Và sắp tới thì mình sẽ bán thêm nhà gỗ nữa. Đó, các bạn cần mua thì ghé ủng hộ mình nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.